Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của truyện ma 7 vong hồn rạch gầm xoài mút. Hôm qua tập trước thì chúng ta đã thấy một cái làng quê đang bị phá vỡ sự yên bình bởi những cái thế lực của bóng tối đang bao phủ xuống đây. Và ở trong những cái thế lực đó thì còn có những người cũng cùng phía với họ nhưng không cùng phe. Và có lẽ là những cái linh hồn đó là những linh hồn đang bảo vệ cái ngôi làng này. Cụ thể nội tình sẽ ra sao, chúng ta sẽ cùng theo dõi tập 2 của truyện ma 7 linh hồn rạch gầm xoài mút. Và hãy nhớ ủng hộ A Tũn. Chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Gió đêm thổi ngày một lạnh lẽo. Bóng dáng của ba người cũng ngày một gần bến sông. Quang cảnh hoang vắng ở bên sông làm cho Tiến nhíu mày. Hắn lờ mờ đoán ra ý định của ông Trung. Ở trong thâm tâm của Tiến dấy lên một suy nghĩ ác độc. Gã ghé tai Hoa nói nhỏ. Vừa nghe xong thì Hoa khẽ bụm miệng thì thào: Không được đâu anh. Giết người là đi tù đấy. Em còn không nhận ra ý định của nó hay sao? Hả? Mình không giết nó giết mình. Chuyện đã đến nước này, chỉ còn cách này thôi. Nói đoạn, Tiến đưa ánh mắt oán độc nhìn vào tấm lưng to lớn của ông Trung mà lẩm bẩm: Người chết thì không biết nói chuyện. Tiến dứt lời liền nhẹ nhàng tiếp cận phía đằng sau Trung. Tên trên tay của gã không biết từ bao giờ đã cầm theo một viên gạch. Hoa đứng đằng sau nhìn thấy toàn bộ, nỗi sợ hãi khiến ả đưa hai tay lên miệng cố gắng che đậy để không phát ra tiếng hét. Bóng dáng của Tiến sát gần lại Trung. Từng đợt sóng ở trên sông Tiền khỏa lấp đi tiếng bước chân rón rén của Tiến ở trên nền đất thô cứng, cứ như chúng đang đồng lõa với sự man dợ sắp xảy ra. Hoa thậm chí nghe rõ tiếng trái tim của mình đang đập loạn nhịp. Ả sợ. Ả nhắm chặt đôi mắt. Hình ảnh lưu lại trong đầu Hoa lúc này là Tiến đang nâng cao viên gạch, chuẩn bị giáng một đòn chí mạng lên gáy của Trung. 1, 2, 3. Hoa lẩm nhẩm đếm từng giây từng phút trôi qua, như đang muốn thúc ép bản thân của mình tập trung vào một thứ gì đó để không phải nghe những tiếng chát chúa ấy. Thế nhưng đếm đến tận 10, Hoa vẫn không nghe thấy động tĩnh. Sự tò mò thôi thúc ả mở mắt. Bóng tối, máu và sự chết chóc là những thứ đang đập vào mắt của Hoa lúc này. Đôi mắt của ả trợn trừng, đôi môi mấp máy. Chú, tôi. Trước mắt của Hoa, toàn thân của Tiến đang co giật đùng đùng. Cái cổ to béo và cánh tay đang nắm viên gạch của Tiến đang nằm gọn trong đôi tay của Trung. Đôi mắt của Trung không biết đã đỏ rực từ bao giờ, đang hau háu nhìn về phía Hoa. Thậm chí cái miệng còn đang nhẻo máu thịt mà gằn lên: Mày làm sao? Hả? Mày làm sao? Tôi xin. Toàn thân của Hoa run rẩy, ngồi phịch xuống đất. Trông thế vậy thì cười lên khoái trá. Gã liếc ánh mắt đỏ rực nhìn lên bộ mặt nhăn nhó của Tiến mà thì thào: Mày muốn giết tao à? Hả? Mày muốn giết tao à? Quỷ. Là có quỷ. Quỷ. Âm thanh của Tiến rứt quãng bởi vì máu tươi đang tràn vào trong khí quản qua vết rách ở cổ. Vừa nãy khi gã định ra tay với Trung thì bất chợt đầu của Trung xoay ngược lại đằng sau. Hai cánh tay giống như là hai cái cổ, phá bỏ mọi cơ chế cấu tạo của cơ thể. Người gập về đằng sau, nâng lên nắm trọn lấy cổ tay của Tiến Tất cả mọi thứ phát sinh quá đỗi quỷ dị. Đến lúc ấy chỉ biết há mồm trợn mắt. Cho đến khi Trung cũng há miệng cắn thẳng vào cổ của Tiến, hút lên những dòng máu ấm nóng, thì Tiến mới choàng tỉnh. Sự đau đớn xen lẫn sợ hãi làm cho Tiến như điên như dại. Hoa chứng kiến tất cả. Giờ phút này ả cũng như là hóa điên, ngồi thất thần ở bên mép nước mà làm nhạc. Mặc cho ở bên kia tiếng khớp xương của Tiến đang vang lên răng rắc dưới bàn tay của Trung. Dân nước Nam thật vô dụng, một lũ yếu đuối hèn hạ. Tất cả chúng mày đang chết. Tao đợi ngày này lâu lắm rồi. Tao đợi lâu lắm rồi. Tiếng của Trung khè khà vang lên. Dứt lời, gã cười lên sằng sặc như khoái chế. Ở dưới sông Tiền, sóng một ngày một lớn. Thấp thoáng trong làn nước như có một hình thù to lớn đang uốn lượn lại gần. Trung híp mắt cười cười. Gã biết thứ gì đang đến. Trung nắm lấy cần cổ của cái xác đã ngừng co giật của Tiến, từ từ kéo ra mép nước, dùng sức ném mạnh xuống. Cái xác còn chưa kịp rơi xuống mặt nước đã nằm gọn trong miệng của một con thủy quái. Trung nhoẻn miệng cười, từng bước tiến xuống sông. Thân thể của gã từ từ chìm vào trong màn nước lạnh lẽo. Bọt nước ở chỗ Trung vừa chìm xuống bắn lên tung tóe, máu đỏ loang rộng một mảng. Cùng lúc đó, ánh mắt của Hoa trừng lên, từng sợi quỷ dị. Sợi dây chuyền có mặt tượng Quan Âm cũng lập lòe lên ánh xanh lục mấy lần rồi tắt lịm. Ả đứng bật dậy chạy về ấp. Vừa chạy, ả vừa la hét như là một kẻ tâm thần trong màn đêm ấy. Alo, alo, tôi xin phép phiền bà con trong ấp. Hiện tại Đoàn Văn Nghệ đang có người mất tích. Vậy tôi nhờ bà con, nếu như thấy người lạ thì xin báo lại. Alo, alo. Trong đêm vắng, tiếng loa phóng thanh của ông Tịnh trưởng ấp văng vẳng, làm cho bà cụ Từ giật mình tỉnh giấc. Bởi vì tuổi già, tai lành tai điếc, bà cụ Từ có cố nhưng cũng chẳng nghe được đầu đuôi. Mang theo nghi hoặc, bà cụ Từ lật đật tiến ra sân xem là xảy ra chuyện gì. Thế có chuyện gì nhỉ? Nhật và vợ chồng cô Mai, chú Kiên cũng bị tiếng la hét ấy làm cho tỉnh. Cả ba người cũng bước ra. Chú Kiên dụi mắt. Cái tiếng là mẹ gì thế? Hay là ở ấp mình có trộm? Mẹ với nhà con cứ ở đây, để con ra ngoài kia xem. Chú nói đoạn liền bước ra ngay. Chú Kiên vốn là quân nhân cho nên bạo gan lắm, không biết sợ là gì cả. Nhật thấy chú Kiên đi ra cổng cũng chạy theo. Hai chú cháu vừa ra đến cổng thì bắt gặp ông Tịnh trưởng ấp, trên tay cầm theo cái loa, đang cùng mấy người lạ mặt tất tưởi chạy sang bên này. Bác Tịnh, bác Tịnh, bác đi đâu mà vội thế? Chú Kiên thấy ông Tịnh lại gần thì hỏi ngay. Ông Tịnh nhận ra chú Kiên mới đáp: Ông Kiên về chơi đi Phong. Chả là trong Đoàn Văn Nghệ có người mất tích. Trưởng đoàn nhờ bác dùng loa thông báo để tìm. Thế hai chú cháu có thấy ai lạ mặt không? Chú Kiên lắc lắc đầu lại hỏi: Thế có cần cháu đi tìm cùng không? Đang đêm mà mất tích thì không phải là chuyện bình thường rồi. Ông Tịnh thấy chú Kiên muốn ngỏ ý giúp thì vui vẻ đồng ý. Thằng Nhật cũng hăng hái xung phong, nhưng tất nhiên là nó bị từ chối. Lúc này mấy nhà quanh đó cũng có người đi ra xem xét. Sau một hồi nói chuyện, ông Tịnh dẫn theo tất cả mọi người đi đến hết các ngả đường ở trong ấp tìm, cầu mong sớm gặp được những người kia. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Tiếng hét thất thanh vọng lại từ phía bến nước, khiến cho mấy người trong nhà ông Dũng giật mình. Cụ Phong tuy già yếu, thế nhưng là người nhanh nhất tiến ra ngoài cổng. Mấy người còn lại cũng vội vã chạy theo. Kìa là... Giọng của bà Hương run rẩy. Cụ Phong nhíu mày không nói, dẫn đầu mọi người đi về phía bóng người đang gấp rút chạy sang. Ơ kìa, thế không phải là cô Hoa, ca sĩ của đoàn văn công à? Khi thấy bóng dáng dần hiện rõ trước mặt, có một người kêu lên. Kế đó mấy người còn lại cũng nhao nhao. Vừa hồi đầu tối họ còn nhận thật ra cô Hoa đứng hát ở trên sân khấu, cho nên bây giờ vừa nhìn họ cũng nhận ra ngay. Các cô các bác ơi, cứu cháu với, có quỷ nó giết người. Cái gì cơ? Tất cả mọi người nghe thấy những lời vừa rồi của cô Hoa thì sững sốt, duy chỉ có cụ Phong là vẫn đứng im bất động, nhíu mày như đang suy tư điều gì. Cô bình tĩnh, kể lại đầu đuôi tôi nghe xem. Bà Hương vừa sợ vừa tò mò cũng nhớn lên. Cô Hoa nghe vậy thì mếu máu, ở trên khuôn mặt vẫn còn hiện rõ sự sợ hãi, lắp bắp kể lại mọi việc, kể cả cái chuyện cô lén lút ngoại tình cũng nói ra không sót lấy một chữ. Mấy người nghe đến đây thì vừa thương lại vừa giận. Nếu như mà cô Hoa không ngoại tình thì hình chung cũng không bắt gặp, cũng không đến nỗi xảy ra cái cớ sự đau lòng này. Ôi dào, thế là giết nhau chứ quỷ ma nào nó giết. Bà Hương nói đoạn liền đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía cô Hoa. Mặc dù hồi nãy mấy người bọn họ vừa được ông cụ Phong nói về thế lực tà ác đang hiện hữu ở nơi đây ấy, thế nhưng những gì cô Hoa kể quả thực là rất giống với một vụ ẩu đả dẫn đến chết người hơn là ma quỷ hoành hành. Thôi được rồi, để tôi báo ông trưởng ấp, chuyện chết người là không có đùa được. Một người đàn ông lên tiếng, cái đó định bước đi thì từ đằng xa đã xuất hiện rất nhiều ánh đèn pin chiếu lập lòe qua bên này. Hoa ơi! Ở bên phía ánh đèn pin vang lên tiếng gọi, tiếp theo đó là tiếng bước chân chạy thình thịch. Kìa, bác Tịnh, bác đi đâu mà đêm hôm còn dẫn theo nhiều người thế này? Bà Hương vừa thấy người dẫn đầu là ông Tịnh, bản tính sồn cho nên dầu mò hỏi ngay. Ông Tịnh cũng không có dài dòng, nói lại đầu đuôi sự việc. Mọi người nghe xong hướng mắt nhìn nhau, bởi vì họ biết hai người còn lại hiện tại đang ở đâu. Ra bến nước, nhanh đi, không xác nó trôi mất. Một người trong đám lên tiếng. Ông Thành cùng với mấy người trong đoàn văn công nghe vậy thì sợ lắm. Nhưng lúc này cũng chẳng phải là lúc hỏi rõ ngọn ngành. Mấy người đang định đi theo chân chạy ra bến sông thì bỗng nhiên cụ Phong ngăn lại. Chẳng còn xác đâu mà tìm, đừng phí công vô ích. Cụ, ý cụ là sao? Chú Kiên nãy giờ im lặng mới lên tiếng hỏi. Cụ Phong thở dài đáp. Kẻ bị thủy quỷ kéo xuống sông thì 89 phần 10 là mất xác. Cụ, ma mới trả quỷ, cháu không tin. Chú Kiên cau mày, kế đó thúc giục mấy người trong đoàn văn công mang theo đèn pin chạy thẳng ra bến nước. Ông cụ Phong biết cũng chẳng cản được họ, cho nên cũng lật đật chạy theo, đề phòng có người lại bị hại. Hầu hết cánh đàn ông chạy ra bến sông, hiện tại chỉ còn lại đám đàn bà con gái đang an ủi cô Hoa. Nhìn thần sắc hoảng loạn của cô Hoa, sự khinh bỉ hồi nãy của họ cũng dần tan biến, thay vào đó là sự chia sẻ. Chương 7: Mò xác. Ông cụ Phong dẫn đầu đoàn người đi dần ra mép nước. Trước mặt họ bắt đầu hiện dần ra những dấu vết của sự vật lộn, đúng hơn là dấu vết như của một ai đó đang quằn quại. Ông cụ Phong khịt khịt cái mũi, như là muốn cảm nhận cái gì đó trong không khí. Bất chợt đôi lông mày màu bạc của ông cụ nhíu lại, đôi chân bất giác lui về đằng sau mấy bước, miệng lẩm bẩm. Lại còn có cả yêu khí, không lẽ dưới lòng sông có yêu quay? Chú Kiên đứng bên cạnh ông cụ Phong, nghe thấy những lời ấy, chú lắc đầu ngán ngẩm vì sự mê tín của ông cụ. Vốn là người trong ngành công an, cho nên đối với những vụ án giết người nghiêm trọng như vậy, chú Kiên cũng có kinh nghiệm điều tra. Quan sát những dấu vết và máu vương trên đất một hồi, chú Kiên suy đoán ở đây có lẽ đã xảy ra một trận ẩu đả. Hai người kia đều rơi xuống sông chứ không hề có ma quái như là lời cô Hoa kể. Hai người bọn họ rơi xuống sông chưa lâu đâu. Khu vực bến sông nước quẩn. Có lẽ xác vẫn đâu đây. Các bác phụ tôi xuống đem xác họ lên. Chú Kiên nói đoạn liền cởi áo định nhảy xuống nước thì bị cụ Phong nắm tay ngăn lại. Này, nhà anh thật sự muốn xuống nước à? Chú Kiên gật đầu quả quyết. Ông cụ Phong kế đó thở dài, đưa cho chú Kiên một đồng tiền cổ. Ngậm vào miệng rồi xuống. Ta biết là nhà anh không tin chuyện quỷ thần, nhưng mà cứ nghe ta một lần. Nếu không, ta nhất quyết không cho ai bước chân xuống mép nước đâu. Thấy sự kiên quyết của ông cụ Phong, chú Kiên liền tặc lưỡi mà làm theo. Nhìn thấy sự kiên quyết của ông cụ Phong, chú Kiên cũng đành tặc lưỡi làm theo. Mấy người đàn ông đi cùng được ông cụ Phong đưa cho đồng tiền cổ. Duy nhất chỉ có ông Thành là ở lại trên bờ, bởi vì ông không có biết bơi. Sau khi xong xuôi, mấy người lần lượt xuống nước lặn ngụp. Ông cụ Phong đứng ở trên, nét mặt lo lắng, quan sát tất cả. Đôi tay gầy guộc nắm chặt, cứ như là thủ thế đề phòng chuyện xấu xảy ra. Đoàn người cứ ngụp lặn độ được 15 phút ấy mà xác của hai người kia vẫn không thấy đâu. Làn nước lạnh lẽo thổi bay sự kiên nhẫn của bọn họ. Bất chợt từng cơn sóng ở giữa sông xô đến. Ông cụ Phong mới nhíu mày. Lên bờ, lên bờ, nhanh lên. Mấy người kia mặc dù là không hiểu có chuyện gì đang xảy ra ấy, thế nhưng nhìn nét mặt tái mét cũng cảm thấy lo lắng. Chẳng ai bảo ai, tất cả vội vã bò tới trên bờ. Mau lên, mau lên. Ông Thành ngồi bịch xuống đất, miệng lắp bắp trong hoảng loạn. Nước mắt của ông ta đang chảy ròng ròng vì nhìn thấy một hình thù đen xì xì đang quẫy nước bơi thẳng về phía đám người. Tốc độ bơi của nó nhanh lắm, chỉ sợ là bọn họ không kịp. Đúng lúc này, hai cái túi vải bay vụt ra, nhắm đúng vùng nước trước mặt của cái bóng đen mà rơi xuống. Kế đó, vùng nước trước mặt bóng đen kia thoáng chốc chuyển thành màu trắng đục. Bóng đen kia lao đến đấy thì khựng lại. Nó quẫy nước bơi một vòng sang bên, tránh khỏi vùng nước. Thế nhưng chính một chút ít thời gian ấy cũng kịp để cho mọi người lên bờ. Khối đen to lớn ấy là cá sấu. Sao ở sông này vẫn còn cá sấu tự do như vậy? Hồi nãy chú Kiên cũng nhìn thấy cái bóng đen bơi rất nhanh về phía mình. Vừa lên đến bờ, chú Kiên đã vội hỏi ông Thành. Ông Thành nghe hỏi như vậy nhưng có vẻ vì sợ hãi, ông lắp bắp chẳng nói được thành lời. Bấy giờ ông cụ Phong mới lên tiếng. Có nói nhà anh cũng chẳng tin, nhưng đó không phải là sấu. Không có con sấu nào to như vậy. Nếu đã không tìm thấy thì đi về, ở đây không tiện lâu đâu. Ông cụ Phong nói đoạn liền quay đi. Tất cả mọi người bị cảnh vừa rồi dọa sợ, cũng không muốn ở lại lâu. Cả đám bước theo chân ông cụ Phong trở lại trong ấp, bỏ lại đằng sau một đôi mắt xanh lè đến đáng sợ, mang theo đầy oán giận, đang nhấp nhô chập trùng ở trong sóng nước. Đêm ngày hôm ấy trôi qua rất nhanh, bởi vì cả ấp cũng chẳng ai ngủ được. Đèn nhà nào nhà nấy sáng trưng cho đến tận khi mặt trời mọc. Ngay trong buổi sáng ngày hôm ấy, ông Tịnh tất tưởi đi theo Hoa và ông Thành, trưởng đoàn văn nghệ, lên trên huyện báo cáo tình huống án mạng. Cũng không quên báo luôn cả việc có cá sấu sổng chuồng đang cư ngụ ở bến sông. Công an huyện nhận được tin báo thì lập tức cử người đưa cano cùng với những dụng cụ cần thiết xuống ấp phục vụ quá trình tìm xác, cũng như toàn bộ quá trình vây bắt con sấu. Cho đến gần trưa, ba cái cano lớn xuôi dòng sông Tiền tiến dần về phía ấp. Ở phía trên còn chở theo thợ lặn cùng với mấy đồng chí công an được trang bị đầy đủ khí giới. Kìa, cậu Hiệp, cậu chịu trách nhiệm vụ này sao? Cano vừa cập bến, chú Kiên nhận ra một trong số những đồng chí công an. Người công an tên Hiệp cũng nhận ra chú Kiên, tiến lại tay bắt mặt mừng. Anh Kiên, sao anh lại ở đây? Tại vì đây là quê vợ anh. Chuyện án mạng anh cũng biết, thế nhưng mà biết là phải làm theo trình tự, cho nên anh cũng không dám tự ý điều động. Đồng chí công an tên Hiệp biết chú Kiên là đội trưởng đội hình sự của tỉnh, cũng tươi cười đáp: có anh ở đây thì tốt rồi, hay là anh giúp em tay đi, dù sao anh cũng là người ở đây chứng kiến, biết rõ mọi việc ở đây hơn em. Chú Kiên cũng gật đầu, cái đó đem toàn bộ sự việc mình biết báo lại một lần cho Hiệp nghe. Đồng chí Hiệp nghe xong thì cau mày như đang suy tư điều gì, một lúc sau mới lên tiếng: anh xác định là có cá sấu thật à? Nghe miêu tả của cô gái kia, em cứ nghĩ là cô sợ tội, cô nói bậy. Có thật đấy, mấy người ở đây cứ tin vào truyền thuyết xa xưa gọi là cái thuồng luồng gì gì đó, anh thì anh chả tin đâu. Ok anh, thế để em bảo mấy anh em thợ săn sấu về, tối nay nhất định là phải bắt nó. Đồng chí Hiệp nói đoạn tiếp tục làm nhiệm vụ. Bấy giờ ông Thành và ông Tịnh cũng trở về bằng đường bộ. Vừa xuống xe, Hoa vội vàng chạy vào lùm cây ở ven đường, ôm ngực nôn thốc nôn tháo như là người bị say xe. Ông Thành thấy vậy cũng mặc kệ. Từ khi biết rõ nguồn cơn mọi việc, ông Thành vô cùng căm tức. Đoàn văn nghệ ông đang lưu diễn ngon lành lại xảy ra chuyện, cũng bị đình trệ. Nghệ sĩ ai bỏ về nhà nấy, dường như là người ta sợ liên lụy. Tất cả mọi việc ông Thành đều đổ hết lên trên đầu của Hoa. Ông ta xem ả như là một thứ lăng loàn đê tiện. Hoa cũng nhận ra thái độ của ông Thành, cho nên luôn lẩn tránh ánh mắt của ông. Thấy bầu không khí căng thẳng, ông Tịnh lên tiếng: công an điều tra cũng không nhanh được, hai người từ hôm qua nay cũng mệt mỏi rồi, cả đoàn thì ai nấy cũng đều đi rồi. Hay là tạm thời cứ về nhà tôi nghỉ ngơi, chờ kết quả điều tra của công an xem. Ông Thành nghe vậy thì đáp: tôi ở đâu cũng được, nhưng nhất quyết là tôi không muốn nhìn thấy cái thứ lăng loạn hại chết em trai tôi này. Từ hôm qua đến giờ tôi nhịn đủ lắm rồi, nếu mà còn thấy nó, tôi sợ là mình không kiềm chế được mà một tay bóp chết nó đấy. Chú Kiên đứng ở một bên nghe hết cuộc trò chuyện thì thở dài xen vào: tôi hiểu cảm giác của anh, nhưng trước khi có kết quả điều tra, thiết nghĩ anh không nên manh động. Nếu như anh đã nói như vậy thì anh cứ về nhà bác Tịnh nghỉ ngơi, cô Hoa về nhà mẹ vợ tôi. Tôi là cảnh sát, anh có thể yên tâm, việc cô ta không thể chạy trốn đâu. Nhìn qua sự kiên quyết của chú Kiên, ông Thành gật đầu. Trước khi đi, ông ta còn liếc mắt nhìn Hoa một cái như là muốn nhức móc. Sau khi ông Tịnh đưa ông Thành đi, chú Kiên cũng mời Hoa về nhà. Về đến nhà, cô Mai có hỏi qua tình hình. Nghe chồng nói xong, cô Mai cũng đồng ý để cho Hoa ở lại nhà, mặc dù trong lòng cũng chẳng thích. Trưa ngày hôm đó cơm nước xong xuôi, Nhật xin bà Từ sang nhà thằng Tùng thằng Tuân chơi. Trước khi đi, bà cụ Từ cũng dặn cấm tiệt không được ra mép nước. Nhật dạ vâng, liền tót chạy đi. Nó vừa đi đến đầu cổng thì bắt gặp Tuân với thằng Tùng đang đi tới. Nhật hớn hở định khoe chuyện hôm qua khi về chú Kiên kể. Tuân cả lâm đã chặn họng: Thôi tao biết. Mày định nói gì rồi? Cái vụ án mạng gì? Tao nghe bố tao nói từ hôm qua rồi. Nhật nghe thế vậy thì liếc mắt sang nhìn Tùng, thấy nó cũng cười cười. Nhật nhận ra chuyện kinh khủng đêm qua không phải chỉ có một mình biết. Thế chúng mày có tò mò chẳng biết cái xác biến đi đâu mất không? Còn con sấu mà mọi người nói thì công an qua điều tra rồi còn gì. Nãy tao nghe bố tao bảo là công an mời ông Sáu ở huyện về bắt sấu đấy. Này, thế mày nghĩ nó là cá sấu thật à? Nhật thấy Tùng hỏi thì hỏi lại. Thằng Tùng gãi đầu đáp: tao không biết, nhưng mà nhiều người thấy, chứ đâu phải mình bố tao với chú Kiên nhà mày thấy đâu. Đấy, mày vẫn bị ám ảnh về thằng chính phải không? Tao nghĩ là mày nằm mơ thôi, chứ đời này làm gì có thuồng luồng. Thằng Tuân cả lâm hiểu được ý của thằng Nhật cho nên nói trước. Nó không phải là Nhật cho nên nó không biết. Lúc Nhật gặp thằng Chính, Nhật không hề ngủ mơ. Trong thâm tâm của Nhật nhớ lại lời thằng Chính, tin chắc là hồn ma của thằng Chính biết điều gì đó, cho nên mới nhắc nhở tuyệt đối không được ra mép nước. Nghĩ tới đây, Nhật hỏi anh Tùng: này, ấp mình có ai làm thầy cúng thầy bùa gì không? Thằng Tuân cả lâm đang định hóng hớt thì bị anh Tùng đá cho một cái: mày nữa, đã cả lâm rồi lại còn hay nói. Cái đó đáp lại: vốn trước đây thì không có, nhưng đêm qua mẹ tao sang nhà bác Dũng, chỗ cái miếu thất quỷ. Nghe đâu đi tìm bác Dũng, khi về mẹ tao kể là ông cụ Phong ở cuối ấp chính là thầy Pháp đấy. Còn nói ông cụ Phong kể cho mọi người nghe cái gì mà đại sát tiểu sát ấy. Nhưng mà mày hỏi làm gì? Nhật nghe Tùng nói xong, bộ dáng có chút suy nghĩ. Một lát sau như nhớ ra điều gì, Nhật vội ra mặt. Nó không đáp, chỉ bảo hai anh bạn cùng mình đi đến nhà ông cụ Phong. Thằng Tùng và thằng Tuân trong bụng nghi hoặc lắm, nhưng vẫn phải đi theo Nhật. Chương 8. Gọi hồn. Cả ba dừng lại trước một căn nhà ngói nhỏ nhắn nằm ở cuối ấp. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy trước sân bày biện rất nhiều nong nê. Ở bên trong đựng toàn là cây cỏ. Thằng Tùng lên tiếng. Ông cụ Phong vốn là thầy thuốc có tiếng ở vùng này, mày cũng biết đấy. Bao nhiêu người nơi khác gặp bệnh khó chữa y thế, mà gặp cụ vài lần là khỏi. Nhật gật gù đang định lên tiếng thì Tuân cả Lâm lại giảo cái mỏ. Cụ Phong ơi, cháu thằng. Tiếng của thằng Tuân cả Lâm vọng ông ổng từ ngoài cổng, khiến cho cụ Phong đang nằm nghỉ trưa ở trong nhà mà cũng giật mình. Vừa bước ra sân, cụ vừa chửi: Tiền sư mày, tao nghe cái cách nói của mày là tao biết rồi, mà còn phải thằng cái gì? Thế làm sao? Tiếng chửi của ông cụ Phong chợt ngưng lại khi ánh mắt của cụ quét qua thằng Nhật. Tùng nhìn thấy liền giới thiệu: Cụ ơi, đây là Nhật, cháu nội của bà Từ ở đầu ấp. Cụ còn nhớ không? Nay nó có việc muốn hỏi cụ, cho nên bọn cháu đưa nó tới. À, thế thằng Nhật hả? Cái thằng chưa đẻ đã chết đi sống lại đấy phỏng. À, lớn nhanh quá, tao cũng chẳng nhận ra. Ông cụ Phong quan sát Nhật từ trên xuống dưới khề khà. Nhật cười đáp: Dạ vâng, cũng nhờ cụ mà cháu sống được đến tận bây giờ đó. Ông cụ Phong nói đoạn gật gù, nhớ lại chuyện xưa. Chả là năm đó nhà hàng Nhật nghèo lắm, mẹ của nó bầu vượt mặt nhưng vẫn tham công tiếc việc. Đến gần ngày trở dạ mà còn quăng gánh ra sông vớt bèo về nuôi heo. Trong một lần ra mép sông vớt bèo, mẹ Nhật chẳng may trượt chân ngã, cái bụng bầu đập mạnh xuống đất. Vì đau đớn, mẹ nó dần dần bị tuột xuống sông, cứ như vậy mà chơi với. Cũng may vừa lúc ông cụ Phong đi qua bắt gặp mẹ của thằng Nhật, tiện tay cứu lên mà đỡ đẻ luôn. Thằng Nhật cứ như vậy mà trôi ra, mặc cho dòng nước sông Tiền lạnh buốt, nó vẫn quẫy đạp khỏe lắm, miệng khóc oe oe. Thế mấy đứa ông bày tìm tao có việc gì? Sau một hồi hồi tưởng, ông cụ Phong mới mở lời. Tùng và Tuân không đáp, chỉ nhìn về phía thằng Nhật, ý nói chuyện này là do thằng Nhật khởi xướng. Nhật gãi đầu đáp: Hay là vào nhà rồi nói cụ, chuyện này có hơi... Thấy vẻ mặt nó ấp úng, ông cụ Phong biết nó định nói chuyện không có bình thường, cũng gật đầu. Bốn người đi vào gian chính. Bấy giờ ngồi xuống, thằng Nhật mới đem chuyện hồn ma của thằng chính kể lại cho cụ Phong nghe. Càng nghe cụ càng nhíu mày vì khiếp sợ. Suy nghĩ một lát, cụ mới nói: Thì ra cái thứ ấy đúng là thuồng luồng. Đêm qua tao thấy nó, nhưng còn mơ hồ không chắc. Đến hiện tại thì có thể khẳng định rồi. Nhật nghe cụ Phong nói vậy thì vui lắm. Chí ít là cụ Phong cũng tin những lời nó nói. Bình phục lại tâm tình, thằng Nhật nhỏ giọng nói ra mục đích thật sự của mình đến đây. Cụ ơi, cháu nghĩ rằng chính biết mọi chuyện đang xảy ra đấy. Hay là cụ gọi nó về hỏi chuyện, biết đâu nó có cách giúp ấp mình. Hồi nãy cháu nghe mấy bà hàng xóm nói chuyện cụ kể hôm qua, cái gì mà thập đại nhị sát đấy cụ, cháu lo lắm. Ông cụ Phong nghe Nhật nói ra suy nghĩ thì mới cười cười. À, thế mày không sợ thế lực tà ác sắp sửa phủ xuống đây sao? Cháu sợ, nhưng đây là quê hương của cháu. Cụ Phong xoa đầu nó, nói một câu bâng quơ. Nhưng chính câu nói ấy cũng khiến cho Nhật phải suy nghĩ, mà nhiều năm sau mới ngộ ra được. Ai, bây giờ tao hiểu vì sao năm ấy chúng nó không kéo được mẹ mày xuống sông rồi. Mẹ con mày sống sót được là nhờ có mày đấy con ạ. Ông cụ nói xong đi vào buồng trong. Một lát quay ra, trên tay còn cầm theo rất nhiều đồ lễ, tiền vàng, hương nến, còn có cả chỉ đỏ và bát nhang. Nhật hiếu kỳ: Cụ định làm gì thế? Gọi hồn. Cụ Phong vừa nói rất nhanh, vừa bày ra một pháp đàn đơn giản. Điều kỳ lạ là pháp đàn được sắp xếp quanh vị trí của ông Nhật đang ngồi. Xong xuôi, cụ bảo ông Nhật cởi áo. Dù cảm thấy có chút căng thẳng, nhưng thằng Nhật vẫn làm theo mà không có hỏi thêm. Thằng Tuân với thằng Tùng biết cụ Phong đang chuẩn bị làm phép để gọi hồn thằng Chính thì sợ lắm. Hai thằng nép qua một bên mà quan sát. Mấy đứa mày biết ngày sinh tháng đẻ của thằng cu Chính chứ? Tùng gật đầu, dù sao cũng là lớn lên với nhau từ nhỏ. Sau khi đã có ngày sinh tháng đẻ của thằng cu Chính, cụ Phong đốt lên một bó nhang, đem 3 que nhang cắm vào một cái bát nhang để trước mặt của Nhật. Kế đó, cụ lấy ra cái bút chấm vào trong lọ mực màu đỏ, đem ngày sinh tháng đẻ của ông Chính viết lên trên lưng của ông Nhật. Tháng trước ngực, năm sau lưng. Xong xuôi, cụ ngồi khoanh chân, cầm số nhang hồi nãy đốt huơ huơ trên lá bùa màu vàng, đem cả hai dán lên hai vai của ông Nhật. Thằng Chính chỉ là hồn ma, vong quỷ bình thường. Khi nãy mày tới, ta cũng cảm nhận được âm khí bám trên thân. Ta biết vong theo là vong lành, đi theo để bảo vệ chứ không hại, cho nên không hỏi kỹ. Đến giờ thì ta cũng khẳng định ấy là thằng cu Chính. Tu vi của nó yếu, không thể xuất hiện vào lúc chính ngọ. Ta nhờ thân thể của mày cho nó ngự một lát xem. Hiện tại tao dập đi ngọn lửa ở vai. Cơ thể của mày lạnh lắm đấy con, nhưng cố mà chịu. Nếu không thì vong hồn của ông Chính sẽ bị đẩy bật ra. Cứ nhắm mắt nghỉ ngơi, một lát tao khắc gọi tỉnh. Nhật gật đầu hiểu ý. Cụ Phong cười hiền hòa, bắt đầu thi pháp. Ngoài trời, gió bắt đầu nổi mạnh lên. Từng cơn gió lạnh lẽo ùa vào trong gian chính, làm cho thằng Tuân với thằng Tùng sởn da gà sợ hãi. Ở gian giữa, cụ Phong ngồi xếp bằng trước mặt Nhật, tay cầm bó nhang, điểm lên không trung ngay trên đầu thằng Nhật, miệng niệm thần chú. Một lát sau thì gió ngừng thổi. Không khí ở trong gian chính của nhà cụ Phong trở lên im ắng đến lạ thường. Thằng Nhật vẫn ngồi đó, hai mắt nhắm nghiền, thế nhưng thân thể của nó run lên từng chập. Thì thoảng cả người của nó lại lắc lư ngả nghiêng như muốn té. Thằng Tuân cả Lam thấy vậy, định xông lên đỡ bạn, nhưng lập tức nó bị Tùng giữ lại. Thằng Tuân khó hiểu nhìn thằng Tùng, nhận ra nét mặt của thằng Tùng cứng đơ tự bao giờ, đôi mắt mờ đục đang nhìn chằm chằm vào ông Nhật. Này, mày làm sao thế? Mày bỏ tao ra. Thằng Tuân khó chịu ấy, thế nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng của ông Tùng. Hai mắt của ông Tùng lúc này như dán lên người của thằng Nhật, đôi mắt mở đục không chớp. Cụ Phong cứu thằng Nhật. Bất giác, sự yên tĩnh trong gian nhà bị phá vỡ. Thằng Tùng sau một hồi im lặng bỗng lên tiếng. Thế nhưng giọng nói ấy bây giờ không phải của ông Tùng, mà là của người khác. Ông cụ Phong vừa hoàn thành pháp chú, nghe thấy giọng nói kia thì giật mình nhìn lại. Cụ sợ hãi khi nhận ra trên mi tâm của ông Nhật xuất hiện một đốm đen đang lan dần sang hai bên chân mày. Toàn thân của ông Nhật bấy giờ lạnh toát, cứng đờ đờ. Sắc da ở trên người nó cũng chuyển sang màu trắng bệch. Như hiểu ra vấn đề, cụ quát: Mày là ai? Làm sao mà dám vào đây chiếm xác trói hồn? Vừa nói, cụ Phong vừa bắt ấn điểm mạnh lên trán của ông Nhật. Ấy thế nhưng thằng Nhật dường như là một con người khác. Nghe thấy những lời vừa rồi của cụ Phong, nó cười lên sằng sặc. Giọng cười của thằng Nhật quỷ mị vang vọng khắp cả gian nhà. Kế đó, nhanh như cắt, thằng Nhật đứng bật dậy, né tránh khỏi ấn chỉ của cụ Phong. Đôi mắt của nó long lên sòng sọc, chỉ vào mặt của cụ Phong mà quát: Thằng thầy pháp quẹt, mày thỉnh tao tới mà lại còn dám đánh tao sao hả? Nói láo, mau trả lại xác thằng bé, nếu không... Ông cụ Phong tức giận lấy từ trên vách nhà xuống một cây kiếm gỗ, chỉ thẳng về chỗ thằng Nhật mà dọa. Thằng Nhật đứng đó cười hành hạch, dường như nó cũng không hề sợ hãi. Nó vừa cười vừa bước tới gần ông cụ Phong. Đôi tay của nó tự động đưa lên, bóp chặt lấy cổ. Từ cổ họng phát ra những âm thanh the thé. Nếu không thì làm sao? Thì thế này phải không? Thế này phải không? Ông cụ Phong kinh hãi khi thấy sắc mặt của Nhật tím tái. Cụ biết cái vong đăng nhập vào người thằng Nhật là vong quỷ lợi hại. Không dám chậm trễ, cụ huy kiếm chém tới. Ấy thế nhưng vong quỷ chiếm thân của thằng Nhật, chẳng hề né tránh mà nâng tay túm lấy kiếm gỗ. Mặc cho tiếng xèo xèo phát ra từ đôi bàn tay, nó vẫn ngửa cổ cười hành hạch như muốn chọc tức. Thằng thầy pháp giả chỉ có thế thôi à? Thứ khốn kiếp! Ông cụ Phong giận tím cả mày, tay phải cầm kiếm kẹp chặt một lá bùa màu vàng dán lên trán của Nhật. Kế đó bắt ấn vỗ mạnh lên lá bùa, kích phát linh lực. Thằng Mật Nhật nhíu mày, toàn thân run lên, co chân đạp mạnh vào bụng, khiến ông cụ lăn ra đất. Đau! Đau! Thằng Nhật rú lên như là con thú bị dính đòn. Nó hầm hố nhảy bổ vào ông cụ Phong. Ấy thế nhưng ngay khi thân nó vừa động thì từ đằng sau lưng âm thanh lạ lẫm lại vang lên. Cút ngay! Cút ngay khỏi người bạn tao! Cút ngay! Lời nói đó vừa dứt, một bóng người lao tới đè thằng Nhật ra đất mà đấm bồm bộp bồm bộp. Thằng Tuân cả năm nãy giờ ngồi ở trong một xó, vì sợ mắt thấy thằng Tùng lao vào đánh thằng Nhật như là đánh chó thì nó lắp bắp. Tùng ơi, mày bị điên đấy à? Sao mày đánh nó? Dường như chỉ số IQ của thằng cả năm này có hạn. Mặc dù những sự việc xảy ra trước mắt nó quá rõ ràng, ấy vậy mà vẫn còn mơ hồ. Hiện tại chỉ có hai cách giải thích cho câu hỏi ngu si của ông Tuân. Một là nó còn quá nhỏ để có những hiểu biết về tâm linh. Một là thật sự là nó ngu như heo vậy. Chương 9. Hà Thần. Ở bên kia, thằng Tùng, mà không, bây giờ phải nói đúng chính xác là thằng Chính, đang mượn xác của thằng Tùng, vẫn đang giáng từng cú đấm mạnh mẽ xuống mặt của thằng Nhật. Nằm ở dưới đất, thằng Nhật không chống cự mà lại cười lên điên dại. Dường như nó đang muốn thằng Tùng đánh mình vậy. Dừng lại! Ấy, dừng lại! Không được! Ông cụ Phong lồm cồm bò dậy từ dưới đất mà quát. Dường như cụ nhận ra ý đồ của con vong quỷ. Bởi vì hơn ai hết, cụ biết thằng Nhật bây giờ là ai. Nó có điều gì đặc biệt. Ông cụ Phong lồm cồm dậy. Thằng Tùng nghe tiếng quát cũng dừng tay. Vong quỷ chỉ có chờ như vậy là bắt đầu phản kích. Hai tay của ông Tùng ngưng lại. Ở dưới đất, tay của thằng Nhật đã vươn lên, chộp thẳng tới cổ của ông Tùng mà siết mạnh. Đến bây giờ thì lại đến lượt thằng Tùng rơi vào cảnh nguy hiểm. Ông cụ Phong hoảng hốt, cụ mau chóng chạy vào trong buồng, lấy ra một cuộn vải đỏ. Ở bên trong cuộn vải là một cây phất trần. Thằng Nhật vừa nhìn thấy cây phất trần thì có chút sợ sệt, nhưng thần sắc của nó cũng nhanh chóng khôi phục lại lạnh lùng. Là đồ tốt, nhưng chỉ sợ mày không có sức mà dùng. Nhưng ta thì có thể đó. Lời nói của vong quỷ còn chưa dứt thì ở bên ngoài cửa, một giọng nói trầm đục vang lên. Âm thanh khiến cho vong quỷ đang chiếm thân của ông Nhật và cả ông cụ Phong đều giật mình. Hai mắt của cụ Phong ánh lên sự vui mừng. Mình, đệ cũng đến rồi. Ông cụ Phong nói đoạn, vung tay ném cây phất trần về phía người vừa tới. Bóng người mảnh khảnh rất nhanh lao vào trong nhà, đưa tay túm lấy cây phất trần, dùng sức vụt mạnh lên tay của ông Nhật. Thằng Nhật bị đánh bất ngờ, không kịp rút tay về. Hai tay bị đuôi phất trần quấn lấy kéo mạnh về phía người kia. Toàn thân thằng Nhật lảo đảo, không thể tùy ý kiểm soát. Hai tiếng bình bịch vang lên. Ở trên trán của thằng Nhật lưu lại hai điểm đỏ. Hai điểm đỏ lan dần xuống cái đốm đen ở ấn đường. Người đàn ông tên Minh nhanh nhẹn bắt ấn, duỗi ngón giữa và ngón cái, dùng lực bổ thẳng xuống đầu của thằng Nhật. Kế đó lui ra đằng sau hai bước, kéo từ trong thân thể của thằng Nhật ra một bóng người mờ ảo. Khuôn mặt vặn vẹo, đau đớn. Một con ác quỷ như ngươi mà cũng dám cản quấy nơi đây sao? Ông thầy Minh đảo tay, ấn quyết hóa thành thủ chảo, túm mạnh đầu của cái bóng kia. Ác quỷ biết người này lợi hại, sợ lắp bắp, bản mặt tự đắc khi nãy không còn, thay vào đó là sự run rẩy. Thầy, xin thầy tha cho, tôi không dám. Nói ngay, mày là ai? Thầy Minh quát lên, tay dùng sức siết chặt. Ác quỷ cảm nhận sự nóng rát trên đỉnh đầu, vội đáp. Lạy thầy, tôi là người Xiêm. Là người Xiêm. Người Xiêm? Vâng, năm xưa tôi chết trận nơi đây, thân xác bị thuồng luồng ăn mất, vứt vưởng ở đáy sông. Mấy ngày trước, sát tinh quy nhất, tôi nhân đó mà lên bờ, đang định luân hồi chuyển thế thì gặp cảnh thầy Pháp triệu hồn, cho nên nghịch dại chiếm xác. Xin thầy tha cho. Ác quỷ run rẩy. Ông thầy Minh nghe đến đây thì cau mày, liếc mắt nhìn ông cụ Phong đang dùng bùa chú đánh thức Nhật. Sát tinh quy nhất rồi sao sư huynh? Ông cụ Phong thở dài gật gật đầu. Đang định trả lời thì Hình Tùng nãy giờ ngồi bệt dưới đất mà chen vào. Hai người có biết vì sao sát tinh quy nhất lại xuất hiện ở đây không? Cả ông cụ Phong và thầy Minh đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Hình Tùng. Họ biết có vong đang mượn xác ấy, thế nhưng vì vong lành cho nên họ không có trấn áp mà im lặng nghe nó nói tiếp. Thằng Tùng tiếp lời. Cụ Phong, đêm qua thứ cụ thấy là thủy quái mà người ta gọi là thuồng luồng, nó là nguyên nhân dẫn đến sát tinh quy tụ tại đây. Cháu tuy mới chết nhưng may mắn thân xác không bị thuồng luồng ăn, hồn phách không bị khống chế. Thời gian qua cháu náu ở miếu thất quỷ, được các ngài bảo vệ. Các ngài kể cho cháu nghe về con thủy quái dưới lòng sông. Nó tồn tại từ thời còn chia đàng trong đàng ngoài. Ở trận Rạch Gầm Xoài Mút, nhiều thi thể quân Xiêm tử trận phải làm mồi cho nó. Hồn phách của chúng bị thuồng luồng khống chế, biến thành quỷ binh. Tùng nói đoạn liền chỉ tay về phía cái bóng dáng mờ ảo. Hắn là một trong 12 tướng Xiêm, 12 sát tinh quy nhất. Hắn và 11 kẻ còn lại đã lên bờ. Mục đích của chúng là gì cháu không biết. Cụ và thầy đây phải cẩn thận. Ông thầy Minh nghe đến đây thì đưa ánh mắt nhìn về phía ác quỷ. Giờ phút này ác quỷ đang vô cùng kinh hãi. Lại dám nói láo. Nếu như mày không khai thì đừng trách tao độc ác, đem hồn phách của mày đánh nát, để cho mày vạn kiếp không thể siêu sinh. Tôi nói, để tôi nói. Ác quỷ run rẩy cầu xin. Kế đó đem toàn bộ kế hoạch của 12 vong quỷ quân Xiêm mà nói ra. Ông thầy Minh nghe xong thì chấn kinh giật mình. Ấy thế nhưng cụ Phong dường như đoán được nguyên do, trầm tư không nói. Thầy, tôi biết đến đâu tôi kể đến đó. Tôi xin thầy tha cho tôi. Ác quỷ bấy giờ đang khúm núm lạy lục. Ông thầy Minh không đáp, đem hồn phách của nó thu vào trong một lá bùa. Bấy giờ mới tiến đến chỗ của cụ Phong, xem xét tình hình của ông Nhật. Thằng Tuân ánh mắt ngây dại vẫn ngồi ấy. Sự tò mò đang nuốt trọn, nó chạy lại phía thằng Tùng, nắm lấy cánh tay của Tùng. Này, rốt cục mày là sao vậy? Thằng Tùng đưa ánh mắt ảm đạm nhìn Tuân, miệng khẽ nở một nụ cười. Mẹ sư cha thằng Cà Lăm, dỉ mũi, lớn rồi mà còn Cà Lăm. Thằng Tuân giật mình, ngồi bịch xuống đất. Nó nghe câu nói đó quá quen thuộc. Bất giác như nhớ ra điều gì, thằng Tuân lắp bắp. Mày là thằng Chính. Thằng Tùng nghe Tuân lắp bắp thì ở một tiếng. Tao đi đây, gửi lời cảm ơn của tao đến thằng Tùng. May mà nó sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, tao mượn xác nó mà cứu Nhật. Hồi nãy tao đánh là đánh vong quỷ trốn trong người nó, mày làm gì mà sồn sồn lên. À phải rồi, Như nhớ ra điều gì, thằng Tùng nhìn thấy Minh. Thất quỷ nhờ cháu đi tìm thầy lợi hại, đến nơi có hài cốt của 7 ngài, đem thập nhị đại sát phá bỏ. Có thế 7 ngài mới rời được khỏi miếu, cùng thủy quái kia đánh một trận. Việc này chăm sự nhờ thầy. Thằng Tùng dứt lời thì đầu từ từ gục xuống, nằm vật ra đất. Thằng Tuân ngơ ngác nhìn ông cụ Phong như chờ giải thích. Cụ Phong không có nói, đi đến dán 3 lá bùa vàng lên trán và 2 vai của ông Tùng, rồi quay lại chỗ ông Nhật, bỏ mặc lại thằng Tuân ngồi đó chẳng hiểu chuyện gì. Thằng Nhật sau khi được ông cụ Phong dùng bùa cố định là hồn phách, lại được thầy Minh cho uống một thứ nước màu đen thì cũng tỉnh. Nó mở mắt, điều đầu tiên nó làm là gọi tên của thằng Chính. Khi nãy mặc dù mê man trong một cõi vô định, nhưng thằng Nhật vẫn cảm nhận được hết. Nó biết thân xác của nó đang bị thứ gì chiếm đoạt, không ngừng đè ép thần thức. Ở tận trong sâu ý niệm có một thứ gì đó che chắn bảo vệ, khiến cho thứ kia không thể ra tay. Trong cơn mê man, thằng Nhật nghe tiếng của Chính, cảm nhận được thằng Chính đang cố gắng giúp nó đánh lùi thứ kia. Thằng Chính đâu rồi hả cụ? Thằng Nhật nắm lấy tay cụ Phong hỏi dồn. Cụ Phong xoa xoa đầu của nó nói: Nó đi rồi, đi thực hiện sứ mệnh của nó. Mày cũng đừng có lo, thằng Chính được thất quỷ che chở, nó không sao đâu. Ông cụ Phong nói đoạn nhìn sang phía thầy Minh, thấy ông vẫn đang nhìn thằng Nhật chằm chằm thì biết vị sư đệ này đang nghĩ gì. Ông cụ Phong vỗ vỗ vai thầy Minh, ý bảo thầy ra ngoài nói chuyện. Thầy Minh đi theo, cả hai vừa bước ra ngoài cổng, thầy đã vội vàng nói ra phát hiện của mình, nhưng giọng điệu vẫn có chút gì đó không chắc. Sư huynh, có phải thằng nhóc kia là... Ông cụ Phong gật đầu. Đúng như đệ nghĩ, từ khi nó sinh ra ta đã biết nó không phải là người thường, trên người của nó có thần khí. Đệ cũng cảm nhận được điều đó, nhưng đệ không rõ thần khí kia là gì. Hồi nãy khi chạm vào nó, đệ thấy sự lạnh lẽo đến thấu xương. Quỷ khí vương trong người cũng bị những luồng khí kia đẩy sạch. Không lẽ có thần minh giáng thế? Ta không chắc, nhưng năm đó nó sinh ra ở dòng sông, lẽ nào lại có liên quan đến hà thần. Chương 10: Thiên nhãn. Ông cụ Phong nói đến đây thì đôi mắt sáng lên như nghĩ ra điều gì. Cụ mau chóng quay lại trong nhà. Lúc ở gian giữa, thằng Nhật, thằng Tuân đang ngồi bên cạnh thằng Tùng. Thằng Tuân có lẽ đã kể lại hết tất cả những chuyện xảy ra cho thằng Nhật nghe. Vừa thấy cụ Phong đi vào, thằng Nhật vội vã tiến lại, định bụng sẽ hỏi rõ chuyện ấy, thế nhưng chưa kịp mở miệng đã bị cụ Phong và thầy Minh chia nhau, mỗi người nắm một tay. Cả hai đồng loạt điểm ấn miết nhẹ nhàng lên hai bên chân mày của thằng Nhật. Sự việc phát sinh khiến cho thằng Nhật và cả thằng Tùng, thằng Tuân đều kinh hãi. Này, cụ làm gì nó thế? Ông cụ Phong với thầy Minh không đáp, vẫn tiếp tục miết chân mày của thằng Nhật vài lần. Theo từng nhịp vuốt, mi tâm của thằng Nhật xuất hiện một vết bớt màu xanh lam. Dị tượng ấy càng khẳng định suy nghĩ trong đầu. Cụ Phong phấn khích kêu lên: Là nó, thiên nhãn, thằng nhóc thật sự là thần minh giáng thế. Ở bên cạnh, ánh mắt của thầy Minh cũng sợ hãi không thôi. Mặc dù đã được đọc qua miêu tả về thiên nhãn, cũng đã đọc kiểm chứng trong sách cổ, thế nhưng đây là lần đầu tiên ông được thấy thứ gọi là thiên nhãn. Tuy kinh ngạc, nhưng thầy Minh cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đưa tay miết nhẹ vào vệt sáng màu xanh ở trên mi tâm của Nhật. Vệt sáng đó lập tức biến mất. Thầy Minh cau mày quay sang cụ Phong: Thiên nhãn bất định, có lẽ trong thân thể thằng bé chỉ tồn tại một sợi thần lực, chứ không phải là bản tôn chuyển thế. Ông cụ Phong nghe vậy trầm tư. Đạo hạnh và sự hiểu biết về đạo pháp của ông cụ so với vị sư đệ trước mắt thì còn kém hơn rất nhiều. Nếu như mà thầy Minh đã nói như vậy thì khẳng định là không có sai. Bây giờ, sau một hồi ngây ngẩn vì những hành động lạ, thằng Nhật mới lên tiếng: Cụ với thầy đang làm gì? Thiên nhãn rốt cuộc là thứ gì? Thiên nhãn là cấp bậc cao hơn của mắt âm dương, không những có thể nhìn thấu sự hiện hữu của âm dương lưỡng giới, mà còn có thể dùng nó để trấn nhiếp ma quỷ. Nói cách khác, không có vong quỷ nào có thể trốn thoát khỏi thiên nhãn, kể cả là có mượn xác người phàm. Ta nói mày đừng có sợ đó con. Ta và sư đệ cảm nhận được trên người của bay tồn tại một sợi thần lực của Hà Thần, người cai quản sông nước. Trận chiến trước mắt e là phải nhờ đến bay giúp sức. Ông cụ Phong một hơi nói ra mọi chuyện. Thằng Nhật càng nghe càng cảm thấy khó tiếp nhận. Có lẽ ở độ tuổi của nó, những khái niệm về tâm linh còn quá đỗi mơ hồ. Nếu như đúng như lời cụ nói, thì tại sao ác quỷ lại có thể chiếm xác được của cháu? Sau một hồi suy nghĩ, Nhật thắc mắc. Cụ Phong lại giải thích. Ác quỷ kia chiếm xác là bởi vì lúc thi pháp ta đã dập tắt 3 ngọn dương hỏa. Nếu không thì cho dù nó là ác quỷ cũng chả vào được. Vậy cụ khí tức bảo vệ con trong cõi vô định kia chính là thần lực mà cụ với thầy nói. Thằng Nhật càng nghe càng hiểu ra mọi việc. Ông cụ Phong gật nhẹ đầu. Cùng lúc ấy, ở ngoài đường lớn có tiếng người huyên náo. Thằng Tuân chạy ra hóng hớt. Một lát sau nó chạy vào bảo công an đang chuẩn bị ra sông vớt xác 2 người chết đêm qua. Thầy Minh thấy vậy mới nói, chúng ta ra xem một chút. Tôi không muốn địa thế khúc sông này lại xảy ra biến cố nữa. Nói đoạn, thầy Minh đi ra ngoài. Vì anh Tùng còn chưa tỉnh, cho nên ông cụ Phong bảo ông Tuân ở nhà chăm sóc, chỉ dẫn theo ông Nhật đi theo thầy Minh. 3 người ra đến sông, thấy có rất nhiều người lố nhố, bầu chật kín cả bến nước. Tiếng bàn luận vang lên không ngớt. Này, cái thứ mà đêm qua các ông nhìn thấy liệu có phải là xấu không? Nếu mà xấu thì sợ thật đấy. Em nghe ông nhà em kể đầu nó to như cái thúng. Loại ấy đến trâu nó còn bắt được chứ huống chi là người. Tôi cũng nghe loáng thoáng thế. Cơ mà mấy hộ cuối ấp lại bầu là không phải. Rồi cái gì mà thập sát nhị sát ấy, chả biết ra làm sao. Tiếng 2 người đàn bà đang tranh luận khiến cho chú Kiên bực bội. Đêm qua tôi cũng ở đây, mọi việc tôi thấy cả. Rõ ràng là có cá sấu dưới sông, chứ làm gì có thập sát với nhị sát. Đúng là mê tín dị đoan. 2 người kia thấy chú Kiên nói vậy thì chẳng nói gì thêm, chỉ chăm chăm nhìn ra mặt sông, nơi đang có rất nhiều cano đang di chuyển qua lại như muốn tìm kiếm thứ gì đó. 2 tiếng đồng hồ trôi qua, tung tích về cái thứ mà mọi người cho rằng là cá sấu vẫn không thấy đâu cả. Ông Sáu là người có kinh nghiệm trong nghề nuôi và bắt cá sấu lâu năm. Sau một hồi đi trên cano quan sát hai bên bờ thì ông trở lại chỗ đồng chí Hiệp. Không có phát hiện chi. Kể cả bãi đất bồi bên kia cũng không có dấu tích của cá sấu. Theo kinh nghiệm của tôi á, là cá sấu nó không thể bơi mãi dưới nước. Ấy là loài máu lạnh. Việc sưởi ấm thân thể là điều chắc chắn phải làm hàng ngày. Tôi e là việc này có gì không đúng rồi. Đồng chí công an kia nghe vậy thì đáp. Bác đã kiểm tra kỹ chưa? Cần thêm thời gian hay là mồi nhử gì không? Trời ơi, cả một con lợn kia bị ném xuống mà cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Đồng chí công an không biết chứ. Sấu nó nhạy lắm, không lý là mồi ngon mà nó bỏ qua. Thấy ông Sáu nói có lý, anh Hiệp cũng có chút chần chừ. Sau một hồi suy nghĩ, anh ta quyết định dùng lưới khoanh vùng mép sông tìm kiếm xác của 2 người nọ. Rất nhanh mấy cái cano được điều tới, dùng lưới vây quanh bến nước. Ở trên cano có thợ lặn lần lượt nhảy xuống, hụp nặn để tìm kiếm. Lại thêm một tiếng đồng hồ, mọi sự tìm kiếm vẫn không có kết quả. Tất cả mọi người ở đó đều nghĩ đến chuyện 2 cái xác bị cá sấu ăn mất. Anh công an Hiệp cùng với đội tìm kiếm không có kết quả, cũng không đành lòng, nhưng cũng đành rút quân. Trước khi đi, anh Hiệp còn căn dặn ông Tịnh tuyệt đối không thể để người dân tự ý ra mép sông, còn nhờ ông thông báo cho các ấp còn lại. Mấy người thầy Minh, cụ Phong và Nhật thấy mọi người giải tán nán lại. Bấy giờ thầy Minh mới đi dọc bến sông quan sát cặn kẽ. Càng đi về rặng tre sau miếu Thất Quỷ, thầy càng nhíu mày. Dường như ông cảm nhận được điều gì đó. Cụ Phong vẫn lặng lặng đi theo mà không hỏi han gì cả, cho đến khi cả 3 người tiến qua hàng rào râm bụt, bước vào địa phận của khu đất miếu Thất Quỷ, dị tượng mới sinh. Từng cơn gió lạnh mang theo quỷ khí không ngớt lướt qua da mặt của ba người. Thầy Minh ra dấu cho bọn cụ Phong và Nhật dừng lại. Nét mặt của thầy cau có, khẽ nghiêng đầu như đang lắng nghe. Bất giác, từ trong miếu cũ nát có 7 bóng người tiến ra. Tư thế của bọn họ hiên ngang lẫm liệt. Điều đáng nói là cả 7 cái bóng người này đang bước tới mà lại không có đầu. Thật quỷ. Cụ Phong mặc dù đã nghe danh 7 ngày từ lâu, thế nhưng đến khi bây giờ mới được diện kiến thì vẫn có chút kinh hãi. Thằng Nhật cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ. Nó nép sát vào người của cụ Phong. Ngạc 7 ngày tìm ta sao? Trái ngược với sự kinh ngạc của cụ Phong và Nhật, nét mặt của thầy Minh điềm tĩnh, hướng thất quỷ mở lời. Một trong thất quỷ đáp, âm thanh ồm ồm, không có điểm bắt đầu. Hoàng thiên dẫn lối, Âu cũng là một chữ duyên. Pháp sư, mọi chuyện xin nhờ ngươi. Âm thanh vừa dứt, 7 thân ảnh từ từ đi về phía rặng tre, đồng loạt hướng về 7 điểm riêng biệt, từ từ biến mất. Thầy Minh cau mày khi nhận ra thứ xuất hiện vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Không lẽ vong của 7 người bọn họ bị vây nhốt, cho nên chỉ có thể dùng cách này báo lên vị trí thân xác của mình. Thầy hít sâu một hơi, quay lại nói với ông cụ Phong và ông Nhật. Chúng ta về thôi, xem như tôi hiểu phần nào sự việc rồi. Chuyện này không có tầm thường. Ông cụ Phong gật đầu, nét mặt cả hai đều căng thẳng. Bóng người họ vừa khuất, ở trong rặng tre, bóng dáng 7 người lại xuất hiện, nhưng chân thật hơn lúc trước rất nhiều. Hà thần 3.5, cuối cùng ngài cũng trở lại. Âm thanh phấn khích. Kế đó, gió ở trên mặt sông nổi lên ù ù, giống như là nhiệt huyết của 7 vong quỷ không đầu lại sôi sục. Màn đêm cũng rất nhanh buông xuống, nhốt chừng mọi thứ vào trong cái bóng tối cô tịch. Hồi chiều, khi mà bọn thầy Minh, cụ Phong và Nhật về tới, thì Tùng cũng vừa tỉnh. Bộ dáng của nó suy yếu một chút, nhưng sau khi được uống nước bùa mà thầy sắc cho thì cũng tươi tỉnh hơn. Lúc ấy cũng đã gần 6 giờ tối. Thầy Minh cho mỗi thằng một lá bùa, bảo cả ba ra về. Bởi bây giờ hiện tại trong căn nhà chỉ còn lại có 2 người đang ngồi uống chè đàm đạo. Đã định bao giờ hành động, thập nhị đại sát không phải là thứ dễ phá bỏ đâu. Ông cụ Phong trầm mặc một lúc lâu. Thầy Minh ngước mắt, thở dài. Biện pháp thì để có, nhưng còn thiếu một thứ. Hay là thứ gì? Là người giữ lửa đó. Cái gì? Không lẽ đệ định dùng tới sinh mệnh chi hỏa sao? Ông cụ Phong cả kinh, đưa mắt nhìn thầy Minh. Thầy Minh trầm tư không nói. Không được đâu, như vậy nguy hiểm. Chỉ sợ sinh mệnh chi hỏa còn chưa thiêu đốt được đại sát thì mạng của người giữ lửa đã không còn. Chuyện này không được. Ấy là còn chưa nói hiện tại chúng ta cũng không tìm được ra người giữ lửa. Trên đường tới đây, đệ cũng đau đầu về việc ấy. Thế nhưng đến bây giờ thì đệ tìm ra rồi. Thầy Minh hướng ánh mắt âm trầm nhìn ông cụ Phong, như muốn nói cho ông cụ biết người mình muốn nhắc đến là ai. Ông cụ Phong toàn thân run lên lắp bắp. Ý của đệ là thằng bé. Phải. Nó mang trong mình thần khí, là người nắm giữ thiên nhãn. Sinh mệnh chi hỏa của nó mạnh hơn tất cả mọi người ở nơi đây. Chỉ có nó mới đủ khả năng tìm sinh cơ trong tử lộ. Sư huynh, ý trời đã định, không phải tự nhiên mà thằng bé mang thần lực của Hà thần lại sinh ra ở đây. Huynh hiểu ý ta chứ? Ông cụ Phong thở dài. Nhưng mà thiên nhãn của ông bé còn chưa mà. Liệu nó có làm được hay không? Nhanh thôi. Thứ chúng ta chờ đợi là điều đó. Trận chiến này phụ thuộc tất cả vào thằng bé. Nếu nó không thể tự mở được ra thiên nhãn, phóng xuất ra được thần lực của Hà thần, thì cơ hội phá bỏ thập nhị đại sát coi như cũng chẳng có. Ông cụ Phong nghe như vậy, cảm giác như trong lời của thầy Minh mang theo ẩn ý. Thế nhưng cụ biết sư đệ của mình là người cao mà thâm lắm, bởi vậy cũng không có hỏi thêm. Bất chợt, trên trời mây đen vần vũ che lấp, những ngôi sao đang lấp lánh, Gió lớn kèm theo chớp bắt đầu nhập nhòe. Thầy Minh nhíu mày. Chương 11. Bước ngoặt. Một tia sét rạch ngang trời, soi sáng phong cảnh ở đầu ấp. Từng màn mưa lặng hạt cuối cùng cũng bắt đầu ồ ồ mà đổ xuống. Ở trong nhà, bà cụ Từ tất tưởi cầm đèn pin mò mẫm cái công tắc điện. Bà nhớ hồi chiều vì nóng lực, bà cụ mở cửa sổ đón gió. Hiện tại mưa tự nhiên trút xuống, bà cụ phải đóng cửa tránh để gió thổi hắt vào trong nhà. Sau một hồi mò mẫm loay hoay lâu lắm, bà Từ cũng lần mò được cái công tắc điện mà bật. Tiếng công tắc lạch tạch vang lên, bóng tối vẫn nguyên trạng. Bà cụ Từ lẩm bẩm: "Dông gió mà lại mất điện thế này, ngày nắng cho dữ rồi đến đêm lại mưa, giỏi mới trả đất." Điện thì chẳng có. Bà cụ Từ dựa vào ánh sáng yếu ớt của cây đèn pin cũ kỹ lần mò giữa căn nhà, nơi có ba cái cửa sổ vẫn đang mở toang hoác. Bà cụ cố gắng nhón chân đi thật nhẹ, tránh không gây ra tiếng động làm thằng Nhật giật mình tỉnh giấc. Ánh đèn pin rọi sát ở dưới chân, bà cụ Từ mò mẫm bước đi trong đêm. Tiếng gió lùa rít qua khe cửa của căn nhà khiến cho bà cụ cảm giác lạnh lẽo. Trong đêm vắng lóe lên cái ánh cửa sổ đang mở rộng lập lòe, như ở ngoài có đôi mắt của ai ấy. Thi thoảng tiếng sấm đùng đùng lại vang lên làm cho bà cụ giật mình. Trời biết trả đất chứ. Vừa lạnh vừa sợ, bà cụ Từ bặm môi mấy cái rồi nhanh chân bước về phía cửa sổ. Một tay nắm vào song sắt đã hoen rỉ, một tay với ra ngoài màn mưa lạnh buốt, cố nắm lấy cái móc sắt ở bên cạnh cửa sổ mà kéo ra. Cùng lúc đó, bà cụ Từ nắm được vào cái chốt sắt thì đúng lúc ở trên bầu trời một tia sét rạch ngang, ánh sáng trắng lập lòe. Chỉ trong giây lát, màn đêm đen kịt lại nuốt trọn. Ấy thế nhưng cũng chỉ một khoảnh khắc ấy, ánh mắt của bà cụ Từ cũng kịp bắt được hình ảnh của một ai đó. Hình ảnh của một ai đó đang đứng ở giữa vườn, nhìn chằm chằm vào bà trong nhà. Giây phút thoáng qua, bà cụ Từ giật thót mình. Ánh sáng yếu ớt của cái đèn pin lướt qua, thế nhưng màn mưa giống như là một bức tường ngăn cách, mặc kệ cho bà cụ Từ nhòe mắt quan sát một hồi lâu vẫn chẳng thấy gì cả. Sự sợ hãi nhen nhóm, bà cụ Từ run run kéo mạnh cái cửa sổ. Rất nhanh một ô cửa được đóng lại, mang theo sự lo lắng của bà cụ Từ. Bà định bụng đóng lại thật nhanh rồi vào trong buồng. Ấy thế nhưng sự lo lắng làm cho đôi tay của bà cụ run rẩy. Lần mò một hồi lâu mà chẳng tìm được móc. Bất giác bà cụ cảm thấy thứ gì lạnh lẽo vừa chạm vào tay của mình. Trong cơn hoảng loạn, bà cụ Từ rụt tay lại, thế nhưng không kịp. Cánh tay gầy guộc của bà bị một bàn tay lạnh toát túm chặt lấy mà kéo. "Ai đây? Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra!" Bà cụ sợ hãi hét lên, thế nhưng tiếng sấm rền liên hồi ngoài kia như lấn át đi tất cả. Ở trong buồng, thằng Nhật đang ngủ ngon lành bỗng nhiên bị một cơn nóng rát ở mi tâm làm thức giấc. Nó chồm dậy dùng tay xoa xoa, thế nhưng cảm giác nóng rát ấy không những giảm đi mà còn mạnh hơn. Thằng Nhật sợ hãi nhớ lại những điều mà thầy Minh cùng với cụ Phong đã nhắc hồi chiều. Không lẽ là thiên nhãn, là nó thật sự tồn tại? Còn đang miên man suy nghĩ, thằng Nhật bị tiếng đổ vỡ ở bên ngoài làm cho chú ý. Nó quay sang phía bà nội, định bụng gọi bà dậy xem sao, thì phát hiện ở bên kia giường trống không. Như có linh tính mách bảo, thằng Nhật bước xuống giường mò mẫm tiến ra gian chính. Ánh chớp lập lòe hắt qua khe cửa sổ mới đóng được một cánh. Dưới ánh sáng mờ ảo, Thằng Nhật kinh hãi khi trước mắt của nó là bà cụ Tử đang nằm phổ phục trên mặt đất, toàn thân co rúm. Nội ơi, nội làm sao thế này nội ơi, Tiếng hét thất thanh của thằng thanh niên rõ hơn tiếng ú ớ của bà cụ Tử hồi nãy. Ở buồng bên kia, chú Kiên và cô Mai đang say giấc cũng choàng tỉnh, vội vã chạy ra xem. Bấy giờ Hoa cũng từ gian bên mà chạy lên. Vợ chồng cô Mai nhìn thấy Nhật đang ôm bà cụ ngồi dưới đất khóc lóc. Sao đêm hôm mẹ còn ra đây? Chắc là mẹ trúng gió rồi. Chú Kiên sau khi kiểm tra mạch của bà cụ Tử lo lắng nói. Kế đó chú bế xốc bà cụ lên, đem vào trong buồng, rồi chạy đến trên bếp pha nước gừng nóng. Ở trong buồng, cô Mai vừa khóc lóc vừa thay quần áo khô cho bà Tử đỡ lạnh. Hoa cũng đứng một bên phụ giúp, dùng cao sao vàng xoa khắp bàn tay gan bàn chân của bà cụ. Tất cả quá bất ngờ. Thằng Nhật đứng ở ngoài cửa buồng, ánh mắt lạc thần, như là nó có nhìn thấy điều gì đáng sợ lắm. Một lúc sau, bà cụ Tử dường như đã hồi tỉnh. Một cốc nước gừng nóng được chú Kiên đem lên. Cô Mai đỡ bà dậy, đút từng thìa nước gừng vào miệng. Đôi mắt của bà cụ Tử mở đục, dường như trợn lên giận dữ. Cô Mai thấy vậy cũng không dám gượng, đút nước cho bà nữa. Mẹ, làm sao rồi? Mẹ không sao. Đi ra đi, mẹ buồn ngủ. Bà cụ liếc mắt cô Mai, thều thào, giọng nói nghèn nghẹn gượng gạo. Ngoài trời vẫn còn mưa tầm tã. Hai vợ chồng cô Mai sau khi thấy bà cụ đã nằm ngủ thì mới yên tâm, ra hiệu cho mọi người nhẹ nhàng bước ra khỏi buồng. Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.